Khi đến Việt Nam, thay vì xây dựng trang trại lớn như cách nhiều hãng sữa đang làm, tập đoàn sở hữu thương hiệu cô gái Hà Lan tiếp tục lan tỏa mô hình đại gia đình nông dân với mục đích đầu tư vào nông dân. Với tiềm lực lớn, Friesland Chemina có thể thành lập trang trại tại các quốc gia, nhưng sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng tôi thúc đẩy ngành sữa nước bạn, giúp người nông dân tăng thu nhập và tái đầu tư vào đàn bò. DDB được lập ra để những người nông dân tại Hà Lan và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm cùng hợp tác nâng cao năng lực sản xuất. Năm 1996, cô gái Hà Lan triển khai chương trình phát triển ngành sữa DDB tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam để hỗ trợ người nông dân Việt Nam có thể phát triển với nghề chăn nuôi bò sữa một cách bền vững. Đội ngũ khuyến nông thu mua sữa của công ty với hơn 70 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật lành nghề thường xuyên mở các lớp tập huấn về chăn nuôi, quản lý trang trại. Đội ngũ này còn xuống từng hộ chăn nuôi để kiểm tra vệ sinh chuồng trại và tập huấn nông dân cách theo dõi, chăm sóc đàn bò, cho bò ăn và phòng chống dịch bệnh của bò. Định kỳ hàng năm, các hộ còn được cán bộ thú y, nông dân ưu tú từ Hà Lan sang hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc đàn bò. Sau 23 năm, 80.216 nông dân Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Pakistan, Romania và Nigeria đã được đào tạo. Riêng tại Việt Nam đã diễn ra hơn 400 buổi tập huấn với hơn 14.000 lượt nông dân tham dự. Hiện nay, hơn 4.000 nông dân Việt đã tìm được sinh kế ổn định. Song song đó, cô gái Hà Lan cũng duy trì được nguồn cung cấp sữa tươi nguyên liệu dồi dào với 170 tấn sữa nguyên liệu đạt chuẩn được thu gom mỗi ngày. Chăn nuôi trong điều kiện phụ thuộc vào nguồn thức ăn cho bò, lợi nhuận từ nghề nuôi bò bán sữa sẽ càng ít đi lại do mức tăng phi mã của giá thức ăn. Hiểu được điều đó, cô gái Hà Lan đứng ra kết nối nông dân với nhà máy, giúp họ mua được cám giá thấp hơn thị trường khoảng 7%. Chúng tôi tin tưởng vào hiệu quả của DDB và hỗ trợ người nông dân tại Việt Nam, giống như đang làm tại Nigeria, Pakistan hay nhiều thị trường khác. Chúng tôi tin đó chính là cách tốt nhất để giúp kinh tế địa phương phát triển. Chính nhờ vào việc áp dụng tiêu chuẩn đồng bộ trong việc chăn nuôi và thu mua sữa và thông qua các buổi tập huấn, chất lượng sữa tươi nguyên liệu tại Việt Nam vẫn đạt chuẩn chất lượng châu Âu. Điều này đã giúp bảo chứng về chất lượng sữa tươi cô gái Hà Lan luôn đảm bảo an toàn và đầy đủ chất dinh dưỡng theo chuẩn châu Âu cho trẻ em Việt Nam cũng như khắp thế giới.